Kính thưa quý vị, ngày 28 tháng 3 trên mạng xã hội lan truyền thông tin kèm hình ảnh của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, 39 tuổi, tức ca sĩ Vy Oanh, lên trụ sở công an cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh để làm việc theo giấy triệu tập. Các trang mạng xã hội lan truyền nội dung như: sau khi bị con trai bà Phương Hằng nộp đơn kiện lên cơ quan công an, ca sĩ Vy Oanh đã chọn cách cố thủ ở nhà đăng bài kêu cứu cộng đồng mạng nhưng không ăn thua lắm. Các thông tin lan truyền trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút đông đảo hàng trăm ngàn người chia sẻ bình luận. Tuy nhiên, trao đổi với PLO, luật sư bảo vệ quyền lợi cho ca sĩ Vy Oanh cho biết đây là thông tin giả. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội là hình cũ, chụp lúc ca sĩ Vy Oanh lên làm việc với văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh, người này nói. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra phòng PC02 đã gửi giấy triệu tập ca sĩ Vy Oanh sau khi ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Nguyễn Phương Hằng, tố giác về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng. Trao đổi với phóng viên, luật sư của Vy Oanh cho biết nữ ca sĩ không đến theo như giấy triệu tập mà gửi văn bản khiếu nại giấy triệu tập của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh về việc triệu tập để làm việc liên quan đến đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn tố giác bà về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng, mẹ ông Tuấn.